Game Vui TV xin chào tất cả các anh em, các bạn bè. Lời đầu tiên, Game Vui TV xin chúc tất cả một ngày mới vui vẻ, công việc ổn định, sức khỏe dồi dào, an lành, bình yên. Hôm nay Game Vui sẽ soi cầu miền Bắc thứ 3, ngày 27 tháng 6, 2023. Game sẽ cho đầu đuôi lô, lô xiên, lô kép và lô ba càng để cho anh chị em tham khảo. Để tiếp nối ngày hôm nay thì game sẽ thống kê lại cái lộc ngày hôm qua của ta, soi cầu miền Bắc thứ hai ngày 26 tháng 6 2023. Hôm qua game cho anh em cặp đầu đuôi 9229. 92 thì hôm qua ta không về, lại bạn đài về 93 đuôi và 82, còn số 9 thì không về. Ở 2929 thì hôm qua đầu đuôi thì đài không về 29 mà lại đài về lại số 2 đầu, lại về 28. Tức là đầu đuôi hôm qua ta bị tải. Còn ở lô lô thì 4 5 2 2 5. 52 hôm qua thì đài không về, đài về 42. Còn 25 thì ta được số 5. Còn số 2 không được mà về 05 55 95. Rất là nhiều, còn số 2 lại không về. Ở đôi xiên ngày hôm qua thì 52 đài 29 thì đều bị tải cả. Ở lô kép miền Bắc hôm qua sẽ là cặp 4411. 4411 hôm qua cũng bị tạch luôn, mà toàn về 77 55 99 cũng không về. Còn về lô ba càng hôm qua thì tặng game cho anh em cặp 826. 826 thì hôm qua lại 82 thì về, còn 26 thì không về mà 828. Còn 302 thì lại bài về 402 230. Nên là hôm qua miền Bắc game cho anh em tham khảo là ta không được cái lộc nào, anh em thông cảm. Vì chơi số thì bữa được bữa không, có gì thì anh em thông cảm. Rồi để tiếp nối ngày hôm nay thì game sẽ cho anh em những con số để cho anh em về bờ bù ngày hôm qua cho rực rỡ. Hôm nay thứ ba sẽ là cặp 17 đầu đuôi 71. Còn về lô sẽ là 2112. Và lô xiên ngày hôm nay sẽ là cặp 21 đã 71. Cho chị em tham khảo. Còn về lô kép 3 đài hôm nay, kép 3 đài game sẽ cho anh em cặp là 00 lót 22. Ở lô 3 càng sẽ là 581 và 698 để cho anh chị em tham khảo. Trên đây là những con số chuẩn của game Vui TV soi cầu miền Bắc thứ 3 ngày 27 tháng 6 2023. Đầu đuôi 7117, lô 1221, lô xiên thì sẽ là 71 đá 21, còn về lô kép sẽ là 22 và 00. Ở lô ba càng sẽ là 698 và 5 và 581 để cho anh chị em tham khảo. Anh chị em xem video thì nhớ hãy like và đăng ký kênh ủng hộ kênh Game Vui TV để giúp kênh ngày một phát triển hơn và lấy cái động lực soi cầu chính xác hơn, rực rỡ hơn. Và chúc tất cả các anh chị em, các bạn bè một ngày mới vui vẻ, bình an, an lành, sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt. Cảm ơn tất cả các anh chị em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các video lần sau.